Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học này. Tôi sẽ nói về một công cụ có tên là email marketing. Tức là chúng ta sẽ làm marketing hoặc bán hàng bằng email. Thì đây cũng là một cái công cụ khá là phổ biến tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, những người làm kinh doanh hoặc là những người trưởng thành đi làm thì mỗi chúng ta đều sử dụng một cái email để liên hệ, để giao dịch, để trò chuyện cũng như là để làm việc rất là chủ động, có đúng không ạ? Và đặc biệt là đối với các công ty thì họ thường có cái email dạng fananha@congty.com. Thì với một cái email như vậy, chúng ta có thể làm một cái công cụ tiếp thị, là một cái công cụ bán hàng rất hữu ích. Và chúng ta sẽ thấy rằng là nó rất hiệu suất về mặt kinh tế và mặt chi phí, có đúng không ạ? Vâng, và để không mất thời gian của anh chị nữa thì tôi sẽ đưa ra một số cái gợi ý để giúp các anh chị có thể khai thác công cụ bán hàng này. Thì thứ nhất là muốn làm email marketing thì chúng ta phải làm gì? Bao gồm những cái điều gì là quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ cần phải có data, hay còn gọi là danh sách email. Vâng, data này càng chuẩn càng chính xác với tập khách hàng mục tiêu càng tốt. Chúng ta hãy xây dựng cái danh sách này bằng cái hình thức sưu tầm, chọn lọc và chia sẻ. Ví dụ như là chúng ta có thể tạo ra một cái landing page hoặc là một cái đường link URL trên website rằng là các bạn vào đây, các bạn hãy để lại email và sau đó các bạn sẽ nhận được những cái video, các bạn sẽ nhận được những ebook, các bạn sẽ nhận được những cái phần quà. Hoặc thậm chí những cái website thương mại điện tử lớn, họ thường lấy email của khách hàng, sau đó họ sẽ cho 100.000, 150.000 hoặc 200.000 để cho họ có cái đơn hàng đầu tiên để mua trên các cái website thương mại điện tử. Các bạn không tin tôi, các bạn cứ thử vào các trang website thương mại điện tử xem có người ta có làm thế không. Vậy thì chúng ta hãy nên làm như thế. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Tiếp tục đó là chúng ta có thể sưu tầm, mua bán, xin cho, copy, trao đổi vân vân để làm sao gia tăng cái lượng data này lên. Tất nhiên với cái cách sưu tầm, mua bán, xin cho, trao đổi như vậy thì cái data nó sẽ không chuẩn, nó sẽ bị loãng, hoặc là chúng ta sẽ biến một người là marketing trở thành một người là spammer, tức là chúng ta chuyên đi gửi thư rác. Và hiện nay thì các dịch vụ email marketing trả phí thì họ rất là dị ứng với cái dịch vụ, với cái cách mà người Việt hay làm, đó là gửi thư rác chứ không phải là gửi email marketing. Vâng, tuy nhiên đó cũng là những cái cách mà thị trường đang làm thì chúng ta cũng có thể quan tâm là chúng ta có thể làm. Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ phải sử dụng các cái dịch vụ email marketing trả phí hoặc là miễn phí, hoặc là dùng cái gói dùng thử của họ. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái dịch vụ email marketing trả phí có chất lượng, ví dụ như là Mailchimp, Grasspon, iContact hay Constant Contact, Brandsmart vân vân, có khá là nhiều. Vậy thì cái nào tốt, đúng không ạ? Thực ra không có cái nào tốt quá cả, hay không có cái nào dở quá cả. Các bạn hãy dùng công cụ Google, các bạn tìm là best email marketing service, được chưa ạ? Vâng, thì chúng ta sẽ tìm là cái dịch vụ marketing email tốt nhất. Họ sẽ gửi cho mình một số những cái bài viết, chúng ta sẽ tìm thấy được, đúng không ạ? Thì người ta sẽ đánh giá cái này, cái đánh giá cái kia. Thì tùy thuộc vào việc là các bạn quen với cái nào. Chứ thực ra không có cái nào tốt hơn, xuất sắc hẳn đâu, đúng không ạ? Ở Việt Nam thì tôi thấy họ hay dùng Mailchimp và Grasspon. Thì tùy các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải học một chút về cái việc sử dụng cái công cụ này. Nó cũng giống như là chúng ta học phần mềm Facebook thôi, thì chúng ta lại học phần mềm email. Nó sẽ có một số những cái tính năng. Thí dụ như là tôi có một cái series video dạy về email marketing đơn giản sử dụng email marketing bằng Grasspon. Nó cũng có khoảng 25 video. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Thì trong đó thì nó có những cái tính năng, ví dụ như là làm contact này, có những cái tính năng là soạn email này, có những cái tính năng là đánh giá, đo lường hiệu suất gửi chiến dịch email marketing này. Rồi thì cái những cái cách mà chúng ta tạo landing page này, chúng ta trò chuyện với khách hàng và chúng ta phân nhóm các khách hàng vân vân. Đó, bước tiếp theo của cái việc mà chúng ta sử dụng email marketing đó chính là chúng ta phải biết cách sử dụng nó, học sử dụng công cụ. Như một chiến binh thì chúng ta sẽ có rất nhiều các công cụ, đúng không ạ? Thì đó là lý do tại sao chúng ta cũng phải học email marketing. Chúng ta cũng phải học cách viết nội dung để làm sao nó hấp dẫn. Chúng ta có thể gửi text lẫn ảnh và đường link hoặc là video. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Chúng ta gửi những cái nội dung gì? Chúng ta có thể chia sẻ những bài viết hữu ích, những nội dung hữu ích, những cái tài liệu hữu ích, đúng không ạ?
tài liệu này chúng ta có thể sưu tầm, dịch trên mạng những cái bài tiếng Anh ra, hoặc là chúng ta có thể trực tiếp sản xuất những bài viết như thế, hoặc là sản xuất ra media. Tôi có nhớ đâu đó trong một cái bài học tôi nói rằng là nếu mà bạn bán máy ép hoa quả, đúng không ạ, máy xay sinh tố, thì cách mà bạn chăm sóc khách hàng đó chính là gửi email cho họ 5 cái công thức nước ép. Vâng, 5 cái công thức nước ép 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái công thức này bạn sẽ làm bằng cái gì? Ví dụ bạn sẽ quay video hoặc bạn chụp ảnh cái cách bạn chuẩn bị cái nước ép đó, nước ép táo, nước ép dứa, nước ép dưa chuột, dưa leo gì đó chúng ta làm, và có công thức hướng dẫn họ. Đấy chính là cách chúng ta chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có một cái lượng data rất lớn thì chúng ta gửi, nếu mà chúng ta là sale bất động sản thì chúng ta có thể gửi thông tin về dự án, gửi thông tin về chủ đầu tư, gửi thông tin về cái cơ sở, hay là gửi thông tin là khách hàng A, khách hàng B người ta đã chốt căn, người ta đã chốt hợp đồng. Thế thì đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải hiểu các cái kịch bản để gửi cho email marketing. Và ngoài ra thì email marketing nó cũng có rất là nhiều các cái công cụ, cái tính năng khác như là email confirmation, hay là email chào hàng, hay là email chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta cũng nên kết hợp với các website hoặc các blog landing page của chúng ta để tăng cái lượt truy cập mà quay trở lại. Thí dụ các cái tờ báo điện tử ở nước ngoài như New York Times hay Bloomberg vân vân, thì họ liên tục mà người ta gửi cho tôi những cái update news khi mà tôi đăng ký subscribe trên trang của họ. Thì đó chính là cách mà nó sẽ tăng được cái traffic quay trở lại cho chúng ta. Và các cái trang thương mại điện tử ở Việt Nam họ sử dụng cũng rất nhiều. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc là nếu bạn là một sale, một manager, thì bạn hãy áp dụng cách như vậy. Chi phí cho email marketing rất là rẻ. Thường một cái gói như thế nó cũng có thể từ vài đô cho đến 20-30 đô, hoặc là cao hơn một chút, tùy thuộc vào việc chúng ta mua cái gói đấy là dịch vụ bao nhiêu tiền. Và hãy nhớ rằng nếu mua thì phải sử dụng cho nó thật hữu ích. Chúng ta phải gửi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, chứ không phải chúng ta mua rồi vứt đấy. Tôi được biết có rất nhiều công ty, các bạn nhân viên làm marketing, các bạn đề xuất mua cái gói email marketing, nhưng mà sau đó tôi không thấy người ta gửi cái gì cả, và thậm chí là không có data để gửi. Cho nên như thế cũng rất là lãng phí, và đôi khi cái người chủ doanh nghiệp người ta không biết, người ta chỉ thấy rằng mất 100 đô, 150 đô để mua một cái gói như thế một tháng cũng không phải là đắt đối với cái thu nhập và cái doanh số của họ. Nhưng mà thực tế có hiệu suất hay không thì không, thì chúng ta hãy chú ý đến điều đó. Nếu mua thì phải gửi hàng tuần, hàng tháng, và chúng ta phải có kịch bản, chúng ta phải có người gửi, đúng không ạ? Chúng ta phải có data gửi. Đấy, ví dụ chúng ta làm như nào, bây giờ tôi là một cái người chuyên về đào tạo và tư vấn triển khai các cái giải pháp về marketing, thì tôi sẽ làm gì? Tôi thường xuyên viết các bài viết bình luận về các cái sự việc, về các cái công việc kinh doanh của tôi, đúng không ạ? Thì tôi có thể gửi cho bạn những cái đó hàng ngày hoặc hàng tuần, 1 đến 2 lần. Đấy, thì các bạn sẽ đọc được những câu chuyện như thế, các bạn sẽ rất thích, các bạn sẽ theo dõi, các bạn sẽ tăng traffic cho web, các bạn sẽ tăng traffic cho trang cá nhân, tăng traffic cho YouTube, vân vân. Đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm email marketing. Tin tôi đi, đây cũng là một công cụ rất là rẻ và hữu ích. Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ mất hơi một chút thời gian để làm. Và email marketing hiện nay người ta sử dụng automation rất là nhiều. Tức là chúng ta có thể tự động gửi các thông tin một cách rất là chuyên nghiệp. Và vừa rồi tôi đã trình bày với các anh chị một cái công cụ bán hàng khác, gọi là email marketing hay là sale by email, thì chúng ta có thể học hỏi để chúng ta làm. Và ở Việt Nam đây cũng là một công cụ rất tốt. Xin chúc mừng các anh chị đã hoàn thành cái bài học này. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Và tất nhiên nếu có câu hỏi hãy gửi cho tôi. Tôi sẽ rất hân hạnh được trả lời và giải đáp các anh chị. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.